Đô Nai Vlog, thân chào đến tất cả mọi người đang lắng nghe. Hôm nay mình viết bài ngày Tết ở Việt Nam thông qua hai ngoại ngữ. Ngày 10 tháng 2 năm 2024, tức là ngày mồng 1 Tết ở Việt Nam. Năm con rồng. Chúc mừng năm mới. Tên Tết được rút gọn của Tết Nguyên Đán, viết theo nghĩa đen là Tết, có nghĩa là lễ hội, chỉ dùng trong tên lễ hội, và Nguyên Đán có nghĩa là ngày đầu năm cả hai từ đều có nguồn gốc từ hán việt tết nguyên đán là sự bắt đầu của năm mới tính theo âm lịch hoặc âm dương lịch âm lịch theo pha mặt trăng trong khi lịch âm dương theo cả pha mặt trăng và thời gian của năm dương lịch sự kiện này được nhiều nền văn hóa tổ chức theo nhiều cách khác nhau vào những ngày khác nhau lễ đón tết nguyên đán ở đông và trung á chẳng hạn như tết nguyên đán đều dựa trên lịch âm dương một số lễ kỷ niệm Tết Nguyên đán, chẳng hạn như ở Hàn Quốc và Việt Nam, thường rơi vào cùng ngày với lễ kỷ niệm của Trung Quốc vào cuối tháng 1 hoặc tháng 2, do dựa trên lịch Trung Quốc hoặc một biến thể của nó. Tuy nhiên, phong tục ăn mừng và thời gian nghỉ lễ có thể khác nhau. Lễ đón năm mới âm lịch của các nền văn hóa khác như người Miến Điện, người Campuchia, người Lào, người Sri Lanka và người Thái đều dựa trên lịch Phật giáo và diễn ra vào giữa tháng Tư. Tại Hoa Kỳ, Tết Nguyên Đán gắn liền với người Mỹ gốc Hoa, và Tết Nguyên Đán là tên chính thức của lễ kỷ niệm, và ngày lễ ở một số quốc gia như Singapore, Brunei và Malaysia. Tuy nhiên, lễ kỷ niệm này đã chính thức được gọi là lễ hội mùa xuân ở Trung Quốc, kể từ khi thành lập nước Cộng hòa Trung Hoa vào năm 1911. Hầu hết các nước Đông Á đều tổ chức Tết Nguyên Đán vào cùng ngày. Nhật Bản, ngoại trừ quần đảo Ryukyu, hiện chỉ tổ chức mừng năm mới dương lịch, ngoài phần còn lại của lễ kỷ niệm âm dương, gọi là Tết nhỏ (Kōshakutō) diễn ra vào ngày 15 tháng Giêng âm lịch, theo lịch Nhật Bản. Người Tây Tạng và người Mông Cổ ăn mừng năm mới vào tháng 2 hoặc đầu tháng 3, dựa trên lịch Tây Tạng có liên quan chặt chẽ. Người Mông Cổ gốc Hoa tổ chức lễ Tơ Sa Gang Sa theo lịch Trung Quốc. Người Duy Ngô Nhĩ áp dụng lịch Trung Quốc, còn người Mông Cổ và Tây Tạng áp dụng lịch Tây Tạng. Tùy theo năm, Tết Tây Tạng có thể trùng với Tết Nguyên Đán hoặc diễn ra muộn hơn khoảng một tháng. Trung Quốc Lịch sử của lễ hội Tết Nguyên Đán có thể bắt nguồn từ hơn 4.000 năm trước. Lễ kỷ niệm năm mới đầu tiên của Trung Quốc có thể bắt nguồn từ thời chiến quốc. Ở Ly Chuyên Kỳ, một nghi lễ trừ tà được gọi là Bít Nuô được thực hiện vào ngày cuối năm để trừ bệnh ở tần hay còn gọi là bang. Sau này, sau khi nhà tần thống nhất Trung Quốc và nhà tần được thành lập, nghi lễ này vẫn được tiếp tục. Nó phát triển thành việc dọn dẹp nhà cửa kỹ lưỡng vào những ngày trước Tết Nguyên Đán. Lễ kỷ niệm bắt đầu năm mới lần đầu tiên được nhắc đến vào thời nhà Hán. Lễ kỷ niệm được ghi lại bằng cách nêu rõ ngày bắt đầu của tháng đầu tiên được gọi là trịnh nhật. Con cái, vợ, cháu, chắc đều phục vụ rượu tiêu cho cha mẹ, nâng cốc chúc mừng cha mẹ. Đó là một quan điểm thịnh vượng. Tết Nguyên Đán là lễ hội truyền thống cổ xưa lớn nhất ở Trung Quốc, thường được gọi là GuoNian. Lễ hội này có nghĩa là sự bắt đầu của mùa xuân và sự xuất hiện của năm mới. Các phong tục trong dịp Tết Nguyên Đán của người Trung Quốc bao gồm dán câu đối Tết mua đồ Tết và cùng nhau ăn tối. Hàn Quốc Các tài liệu tham khảo sớm nhất về Tết ở Hàn Quốc được tìm thấy trong các tác phẩm lịch sử Trung Quốc thế kỷ thứ bảy. Theo lịch Hàn Quốc, chịu ảnh hưởng của nhà đường về hệ thống lịch của triều đại. Kỷ lục về lễ mừng năm mới của Hàn Quốc được tìm thấy trong Sam Quốc Du Sa, ký ức về Tam Quốc, được biên soạn vào thế kỷ thứ 13. Dưới sự cai trị của vị vua thứ 21 của Silla, năm mới được tổ chức vào năm 488 sau công nguyên. Sau đó, lễ đón năm mới của người Hàn Quốc đã tiếp tục diễn ra ở Gojeo và Joseon. Vào thế kỷ thứ 13, Tết Hàn Quốc là một trong chín lễ hội lớn của Hàn Quốc, bao gồm các nghi lễ tổ tiên, theo tác phẩm lịch sử Hàn Quốc, Gojisoa. Trái ngược với phong bì lì xì màu đỏ, thì Tết ở Hàn Quốc có xu hướng sử dụng phong bì màu trắng. Đài Loan Tết ở Đài Loan, mặc dù có rất ít lịch sử ghi lại thời điểm Tết Nguyên đán lần đầu tiên được tổ chức ở Đài Loan, nhưng người ta biết rằng người dân bản địa có các nghi lễ khác. Nó có thể được tổ chức lần đầu tiên bởi người khách gia hoặc người hô cô di cư từ một phần đất liền Trung Quốc đến hòn đảo này trong thế kỷ 17. Do dân số Đài Loan chủ yếu là người Hán, nên lễ đón Tết Nguyên đán của nước này rất giống với Trung Quốc đại lục, đặc biệt là về truyền thống tuy nhiên trong thời hiện đại người ta có thể tập trung nhiều hơn vào việc viếng thăm các ngôi chùa phật giáo hoặc đạo giáo cùng với các thành viên trong đại gia đình ngoài ra còn có những biến thể đáng chú ý đối với thực phẩm được ăn trong thời gian này chẳng hạn như việc tiêu thụ bánh dứa và các sản phẩm khác có nguồn gốc từ dứa hoặc đai cần vì sau này là từ đồng âm với may mắn ở phúc kiến nhật bản một số vùng của nhật bản bao gồm tỉnh okinawa và quần đảo amami ở tỉnh kagoshima ăn mừng tết nguyên đán vào ngày đầu tiên của âm lịch ở nhật bản tết nguyên đán không phải là ngày nghỉ lễ nam á những lễ kỷ niệm âm dương truyền thống nam á này được tổ chức theo lịch âm dương địa phương chúng chịu ảnh hưởng của truyền thống ấn độ đánh dấu hệ thống các tháng âm lịch trong một năm thiên văn một năm mới theo mặt trời riêng biệt cũng tồn tại đối với những khu vực của Ấn Độ, họ sử dụng các tháng mặt trời trong một năm thiên văn mặt trời. Ấn Độ Nhiều loại lịch âm tiếp tục được sử dụng trên khắp Ấn Độ trong đời sống truyền thống và tôn giáo. Tuy nhiên, chúng khác với lịch âm dương của Trung Quốc được sử dụng ở Đông Á hai lễ đón năm mới âm lịch phổ biến nhất ở Ấn Độ là Diwali và Gudi. Diwali thường rơi vào tháng 10 hoặc tháng 11 và gu thường rơi vào tháng tư đông nam á lễ đón tết nguyên đán ở đông nam á được tổ chức theo lịch âm dương địa phương và chịu ảnh hưởng của truyền thống ấn độ giáo và của truyền thống hồi giáo malaysia malaysia là một đất nước đa văn hóa ba nhóm dân tộc thống trị ở malaysia là người mã lai người hoa và người ấn độ mỗi nhóm có nền văn hóa độc đáo và lễ hội truyền thống các ngày lễ được tuyên bố dựa trên ba lễ hội quan trọng được người Mã Lai, người Hoa và người Ấn Độ tổ chức, lần lượt là Haji Jaya Puasa, Tết Nguyên Đán và Dipavali. Do thời gian của ba lễ hội quan trọng này thường thay đổi là vì do phụ thuộc vào lịch âm, nên chúng thỉnh thoảng diễn ra gần nhau, chính xác là 33 năm một lần. Người Malaysia đã đặt tên cho hiện tượng này là Kongsi Jaya hay là Kongsi Jaya, một từ ghép của Malaysia biểu thị Tết Nguyên Đán và lễ hội Haji Zaya Edifiti. Singapore Tết Nguyên Đán được chính thức gọi là Tết Nguyên Đán ở Singapore. Nó được tổ chức ở Singapore, chủ yếu bởi các thành viên của cộng đồng người Hoa hải ngoại, những người chiếm 3 phần tư dân số. Họ bao gồm những người Phúc Kiến, Quảng Đông và Triều Châu. Họ đến từ miền Đông Nam Trung Quốc, người Hải Nam, từ tỉnh đảo Hải Nam, khách già một nhóm người di cư trải rộng khắp Trung Quốc, và Pejankan, những người đã sinh sống ở khu vực này hơn 400 năm, và cũng có tổ tiên, họ lai giữa người Mã Lai và người châu Âu. Mỗi dân tộc có một tập hợp truyền thống riêng, cũng như tạo ra những truyền thống mới, kết hợp các yếu tố từ các nền văn hóa khác, như người Mã Lai và người Ấn Độ. Việt Nam Tết ở Việt Nam một số người cho rằng lễ đón Tết Nguyên đán sớm nhất ở Việt Nam là do Hoàng đế Triệu Đà tổ chức. Người Trung Quốc mang theo chính sách, văn hóa và truyền thống của riêng họ. Tết Nguyên đán đã được truyền đến người dân Việt Nam và tồn tại tương đối nguyên vẹn qua nhiều thế kỷ, bất chấp mối quan hệ không mấy dễ chịu và thường xuyên thù địch giữa hai nước. Sự khác biệt chính giữa lịch Trung Quốc và lịch Việt Nam là hoàng đạo Việt Nam lần lượt thay thế sự và mão trong hoàng đạo Trung Quốc bằng trâu và mèo. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là Tết Nguyên Đán, hay còn gọi là lễ hội mùa xuân, được tổ chức vào cuối tháng 1 hoặc nửa đầu tháng 2, trùng với thời điểm bắt đầu mùa xuân ở các vùng phía Bắc Việt Nam và một phần phía Nam Trung Quốc, nơi vương quốc Âu là cổ đại của Lào, Thái Lan và một số vùng của người bai giờ nằm ở đó. Lễ kỷ niệm đánh dấu sự khởi đầu của một mùa trồng trọt mới, đặc biệt là lúa gạo. Ngoài ra, còn có truyền thuyết lịch sử về nguồn gốc của bánh trưng, bắt đầu từ dịp Tết. Tất cả ghi chép ban đầu về đất nước này đã bị phá hủy, qua nhiều thiên niên kỷ, bởi nhiều cuộc xâm lược từ nhiều nhóm khác nhau. Tết nguyên đán của người Việt cũng có thể bắt nguồn từ thời nhà Lý, 1009 sau công nguyên, chuyến 1226 sau công nguyên. Người Việt thường ăn Tết bằng cách xăm mình, uống rượu gạo, ăn trầu làm bánh trưng và muối hành. Vào thời vua Lê Thánh Tông, 1442-1497, Tết được coi là một lễ hội quan trọng ở Việt Nam. Tiền lì xì cũng được trao vào dịp Tết Nguyên Đán. Tết, viết tắt của Tết Nguyên Đán, là ngày lễ quan trọng nhất trong văn hóa Việt Nam. Tết mừng mùa xuân đến, dựa trên lịch Việt Nam, chủ yếu dựa trên âm dương lịch của Trung Quốc, và thường có ngày vào tháng riêng hoặc tháng 2 theo lịch ri gò. Tết nguyên đán không nên nhầm lẫn với Tết Trung Thu, còn được gọi là Tết Thiếu Nhi ở Việt Nam. Tết, bản thân nó chỉ có nghĩa là lễ hội, nhưng thường được gọi một cách thông tục là Tết nguyên đán trong tiếng Việt, vì nó thường được coi là lễ hội quan trọng nhất của người Việt và cộng đồng người Việt hải ngoại, trong đó Tết Trung Thu được coi là quan trọng thứ hai. Người Việt Nam ăn Tết hàng năm dựa trên lịch âm dương, tính cả chuyển động của trái đất quanh mặt trời và của mặt trăng quanh trái đất. Tết thường được tổ chức cùng ngày với Tết Nguyên Đán, còn gọi là lễ hội mùa xuân, với sự chênh lệch múi giờ một giờ giữa Việt Nam và Trung Quốc dẫn đến trăng non xảy ra vào những ngày khác nhau. Hiếm khi, ngày Tết Nguyên Đán của Việt Nam và Trung Quốc có thể khác nhau như vào năm 1943, khi Việt Nam ăn Tết Nguyên Đán sau trung quốc một tháng nó diễn ra từ ngày đầu tiên của tháng riêng âm lịch việt nam khoảng cuối tháng một hoặc đầu tháng hai cho đến ít nhất là ngày thứ ba tết cũng là dịp để người hành hương và đoàn tụ gia đình họ gác lại những muộn phiền của năm vừa qua và hy vọng vào một năm sắp tới tốt đẹp hạnh phúc hơn lễ hội này còn có thể được gọi là hội xuân trong tiếng việt bản địa lễ hội lễ hội mùa xuân mùa xuân gợi ý 15 món ăn ngày Tết trong mâm cỗ đầu năm mới. Món ăn ngày Tết luôn được các gia đình đặc biệt chú trọng, chuẩn bị công phu tỉ mỉ. Với mỗi vùng miền và tùy theo sở thích của từng gia đình khiến mâm cỗ ngày Tết ngày càng trở nên phong phú và đa dạng hơn. Hãy cùng Cờ Đô Nai Vlog tham khảo những món ăn mang đậm nét văn hóa, bản sắc trong ngày Tết ở ba miền. Một thịt đông thịt đông là một trong những món ăn ngày tết đặc trưng của người dân miền bắc thịt đông có màu nhàn nhạt của thịt khi đông sẽ có một lớp váng mỡ trắng mịn trên bề mặt khi ăn sẽ cảm nhận được độ mềm ngậy béo của miếng thịt mộc nhĩ giòn thêm vị man mát của rau câu vô cùng hấp dẫn đưa cơm hai gói tôm xoài chua ngọt gói tôm có vị chua chua ngọt ngọt món ăn Tết này rất hợp để khai vị trong bữa tiệc tất niên bên người thân. Giống đa phần món gỏi khác, nước trộn với gia vị chủ chốt là nước mắm đóng vai trò quyết định giúp hòa quyện các nguyên liệu tưởng chừng ít có điểm chung như xoài xanh, cà rốt, hành và tôm khô. Một chút khéo léo khi pha nước trộn gỏi, bạn hoàn toàn có thể tạo nên mỹ vị trong mâm cỗ ngày Tết. Ba Bánh trừng Bánh trưng là món ăn không thể thiếu trong mâm cỗ Tết truyền thống của người dân Việt Nam trong tâm thức của người việt bánh trưng tượng trưng cho sự hoa quyện của đất trời là một nét văn hóa lâu đời của dân tộc ngoài ra món ăn này còn thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn của nhân dân ta thêm nữa hương vị bánh cũng thay lời nhấn mạnh tầm quan trọng của cây lúa và thiên nhiên trong nền văn hóa lúa nước mang trong mình ý nghĩa thiêng liêng cao quý nên việc làm bánh trưng được vung vức dẻo thơm cũng đòi hỏi người làm cần phải chuẩn bị nguyên liệu thật chu đáo và khi làm cần có sự tỉ mỉ, khéo léo. Bánh trưng được làm từ gạo nếp, đậu xanh, thịt lợn và được nấu trong nồi với thời gian khá lâu. 4. Bánh tét Tương tự như bánh trưng, bánh tét của người dân Nam Bộ cần chuẩn bị các nguyên liệu như gạo nếp, đỗ xanh, thịt lợn. Nhưng bánh tét khác ở chỗ nó no có thể thay thế bằng đỗ đen, gạo nếp cầm hoặc các loại gạo được nhuộm màu tự nhiên khác. Bánh tét có hình trụ dài, được gói bằng lá chuối bên ngoài tượng trưng cho tình mẫu từ mẹ bao bọc lấy con, mong muốn gia đình, đoàn tụ sum vầy sau một năm đi làm xa nhà. Năm dưa hành Nhắc đến các món ăn ngày Tết thì không thể bỏ qua món dưa hành. Chả thế mà dân gian còn có câu thịt mỡ, dưa hành câu đối đỏ, cây nêu tràng pháo, bánh trưng xanh. Dưa hành thường được dùng để ăn kèm với bánh trưng hoặc những món ăn nhiều dầu mỡ để giảm độ ngấy nem rán. Nem rán là món ăn ngày Tết độc đáo và nổi tiếng của ẩm thực Việt Nam. Mâm cỗ ngày Tết là nơi cả gia đình sum vầy, kể cho nhau nghe những câu chuyện Tết xưa, Tết này, thì món nem rán mang đến hương vị không thể quên hòa quyện giữa các loại rau củ và thịt lợn cùng với vị ngậy của trứng. Những chiếc nem vàng ruộm, nóng hổi, gắp miếng nem cho vào xà lách, thêm rau thơm, chấm chút nước mắm pha chua ngọt. Cảm giác vừa ngon miệng vừa hạnh phúc. 7. Gio Lua Món giò lụa, miền Bắc, hay còn gọi trà lụa, miền Nam, là món ăn phổ biến trong các bữa ăn hàng ngày cũng như trong mâm cỗ ngày Tết. Món này được làm từ thịt nạc than say nhuyễn kết hợp với nước mắm, gói trong lá chuối xanh mướt và luộc chín. 8. Gio Zeo Gio Cùng với bánh trưng, bánh tét, thịt đông, thì giò xào, giò mỡ, là một món ngon ngày Tết nguyên đán không thể thiếu trong mâm cơm của nhiều gia đình. Thành phần chính của món này là thịt thủ, phần đầu lợn, xào cùng với các nguyên liệu khác như mộc nhĩ, hạt tiêu, muối rồi gói và nén thật chặt lại. Đây là món ăn bắt nguồn từ miền Bắc và giờ đã trở nên phổ biến ở nhiều nơi. Chín canh khổ qua Trong mâm cỗ Tết của người dân miền Nam thì luôn xuất hiện món canh khổ qua nhồi thịt luôn. Tựa khổ qua có hàm ý mọi điều không may mắn, khó khăn trong năm cũ đã qua và cùng chờ đợi, đón nhận những điều vui vẻ, hạnh phúc trong năm mới. Bên cạnh đó, khổ qua, mướp đắng là loại thực phẩm mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Món này có tính hàn, vị đắng, được xem là bài thuốc thanh nhiệt giúp làm mát gan, nhuận trường, kích thích ăn uống, hỗ trợ hệ tiêu hóa, làm đẹp da. Mười thịt gà luộc nhắc đến món ăn ngày tết thì không thể thiếu thịt gà luộc theo quan niệm dân gian gà mang đến niềm may mắn sự khởi đầu thuận lợi cho một năm mới người ta lựa chọn những con gà tươi ngon làm sạch rồi sau đó cho vào nồi lục cùng với một số gia vị như hoa tiêu hoa hồi gừng gà luộc chín tới sẽ có màu vàng không bị rách ra và được dùng chấm kèm với muối chanh ớt vị ngọt thơm của miếng thịt gà ăn kèm với lá chanh Chấm muối chanh ớt sẽ tạo nên một hương vị riêng rất khó quên Nem chua là đặc sản thanh hóa và được người dân ở đây xem là món quà để đem đi biếu tặng mỗi dịp Tết đến xuân về Có người giải thích nem chua để thờ cúng tổ tiên, cầu may mắn, sung túc do trước đây nó được làm để tiến vua trong dịp Tết Món ăn đặc sản này được làm từ thịt heo, sau khi đã được tẩm ướp gia vị Thịt được gói lại trong lá ổi hay lá trùm ruột để trong vài ngày có vị chua thanh, giòn giòn, cay cay. 12 thịt ngâm mắm. Đây là món ăn trong ngày Tết phổ biến của người dân miền Trung. Thịt ngâm mắm được làm nguyên liệu thịt lợn hoặc thịt bò. Khi sơ chế xong, ngâm vào nước mắm là cách. Nguyên liệu có thể là thịt heo hoặc thịt bò đều được, sơ chế xong được ngâm vào nước mắm đường đã pha nấu theo một tỷ lệ nhất định. Món thịt này ăn có vị mặn, ngọt và thường ăn kèm với dưa món, củ kiệu chua ngọt và rau sống, rau thơm. 13. Canh măng khô Canh măng khô là món canh không thể thiếu trong mâm cỗ ngày Tết của người miền Bắc. Món ăn này không chỉ thể hiện sự khéo tay, tỉ mì của gia chủ mà nó còn có vai trò điều hòa vị cho bữa cơm ngày Tết vốn rất ngán và nhiều đạm. Có rất nhiều loại măng để dùng cho món này như măng xé, măng lá, Thế nhưng hai loại măng ngon nhất là măng lưới lợn và măng nứa hương. Canh măng thông thường được nấu với móng giò hoặc ngan, gà giả. Thế nhưng đặc trưng của ngày Tết Nguyên đán là canh măng nấu cùng chân giò. For Lạp xưởng. Lạp xưởng là một món ăn có nguồn gốc từ Trung Hoa, được nhiều người Việt ta yêu thích. Và giờ đây nó trở thành một trong những món phổ biến ở miền Nam, đặc biệt khi mỗi dịp Tết đến xuân về. Lạp xưởng được làm từ thịt nạc và thịt mỡ lợn xay nhuyễn trộn với rượu, đường rồi nhồi vào ruột lợn khô để làm chín bằng cách lên men tự nhiên. Chính vì vậy mà món ăn này có vị hơi ngọt là thế. 15. Thịt kho hộp vịt Thịt kho là món ăn ngày Tết đặc trưng của người dân Nam Bộ. Món này có sự kết hợp giữa trứng, hộp vịt, thịt kho, nước dừa rất ngon và hấp dẫn. Món thịt kho hộp vịt có màu vàng đậm, đẹp mắt tô điểm cho mâm cơm ngày Tết. Miếng thịt vung vức, hộp vịt tròn biểu trưng cho cân bằng âm dương. Trứng tròn còn là biểu tượng của sung túc, sinh sôi, mong một năm mới an khang, con đàn cháu đống. Rất vui khi các bạn đã lắng nghe một bài trích giải về chủ đề Tết. Và những món ăn ngày Tết đặc trưng trong mâm cỗ đầu năm mới. Hy vọng bài viết trên đã giúp bạn lựa chọn các món ăn Tết phù hợp để thết đái người thân và bạn bè. Bài đọc tạm dừng nơi đây, hy vọng các bạn đón nghe những đề tài kế tiếp. Thân chào. McDonald's Vlog.